kể mọi người nghe thuở hồng hoang ngu muội khi mà Trang mới tập tành phân tích bảng thành phần, thì Trang rất là dễ bị choáng ngợp bởi những bảng có số lượng nhiều, đặc biệt là mỹ phẩm Hàn nhá. Kính thưa các thể loại chiết xuất tự nhiên silicone chất nhũ hóa. Nhưng mà khi có kinh nghiệm hơn thì Trang hiểu rằng để đánh giá được một bảng thành phần, yếu tố nguồn nguyên liệu đầu vào là một điều không thể bỏ qua. Kiểu bạn không thể nào nấu một nồi canh chua cá lóc ngon nếu như khúc cá đầu vào của bạn nó ươn thối cả. Và một điều nữa, less is more, đôi khi càng ít thì càng tinh tế mà càng nhiều lại càng loãng. Thế thì quay lại với bảng thành phần HAB5 của SkinCeuticals, Trang sẽ phân tích xem nó có gì tinh tế không và câu chuyện nguồn nguyên liệu đầu vào có gì đáng lưu tâm hay là không. Và đương nhiên là để giúp các bạn trả lời câu hỏi nó có thực sự đáng để bạn phải đau ví như vậy hay là không, Trang sẽ phân tích cả trên bảng Pháp và bảng Mỹ nhé. Đầu tiên chúng ta cần so sánh phân biệt được cơ bản giữa hai bản. Bản Mỹ thì có tên đầy đủ là High Rating B5 Gel. Bản Pháp thì không có chữ gel. Bản Mỹ có giá từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Bản Pháp ghẻ hơn, có giá từ 1 triệu rưỡi đến 1,75 chọc. Và bản Pháp thì được phân phối chính thức tại Việt Nam rồi. Bản Mỹ chưa mọi người. Còn xét về thành phần thì bản Mỹ ít thành phần hơn, chỉ có 4 thôi. Bản Pháp thì có tới 12. Nhưng đặc điểm chung là chúng đều sử dụng một hệ nền chính là nền nước và chất bảo quản chính là phenol acetanol. Phía sau là sẽ có muối HA và muối B5. Ở trong mỹ phẩm thì phenol acetanol đã được giới hạn tỷ lệ sử dụng là dưới 1%. Như vậy chúng ta có thể suy đoán được là muối HA và muối B5 trong cả hai bản thành phần khi nằm dưới phenol acetanol thì chúng cũng có tỷ lệ dưới 1%. Bắt đầu xuất hiện điểm khác nhau ở vị trí số 2 của bảng thành phần. Bên phía bản Mỹ thì vị trí số 2 là phenol acetanol, trong khi đó bản Pháp vị trí thứ hai là glycerin. Và glycerin nó còn nằm trên cả phenol acetanol nữa, thì chúng ta lại tiếp tục suy luận được glycerin như vậy sẽ không phải bắt buộc ở tỷ lệ là 1%. Thông thường nhá, thì glycerin trong mỹ phẩm sẽ được sử dụng khoảng 7%. Thật ra cao hơn thì cũng chẳng ai cấm cả. Chủ yếu là theo kinh nghiệm tụi Trang bào chế thì glycerin nếu mà mình sử dụng nồng độ cao quá nó sẽ dễ gây nên hiện tượng là bết rít ở trên da và làm cho mình khó chịu trong quá trình sử dụng thôi. Glycerin thật ra là một thành phần dưỡng ẩm rất là tốt và nó có giá mềm hơn so với lại HA, dù là ở dạng muối hay là ở dạng axit của HA. Và xét về cấu tạo phân tử Trang để ở đây thì mọi người đều thấy là glycerin hay là HA dạng muối hoặc dạng acid thì đều có chứa gốc OH. Đây là một cái gốc mà nó phân cực rất là tốt và nó dễ liên kết được với lại nước, từ đó thì mới có khả năng cung cấp nước cho da của chúng ta. Nhưng mà ở bên glycerin thì nó ít gốc OH hơn nhiều so với HA. Và như vậy thì chúng ta có thể biết được là khả năng hút nước, hút ẩm, cấp nước cho da của chúng ta thì HA sẽ nhỉnh hơn so với glycerin. Glycerin được cái là rẻ hơn thôi. Ngoài ra ở trong bản Pháp thì còn sử dụng thêm những chất cấp nước khác, dưỡng ẩm khác, ví dụ như urea nè, sodium BCA. Ngoài ra thì sẽ còn có trehalose nè, rồi polyquaternium 51, còn thành phần D11130-1. Wow. Đấy là một bí thuật, Trang cũng không biết chính xác nó là thành phần gì cả và tra cứu thì cũng không có ra. Ở bên bản Pháp, chất bảo quản cũng nhiều hơn, chúng có thêm sodium benzoate này và sodium EDTA. Cho bạn nào chưa biết thì đa số những thành phần cấp nước dưỡng ẩm trong bản Pháp đều có sẵn trong NMF, tức là nhân tố giữ ẩm tự nhiên của da, Natural Moisturizing Factor. Bạn có thể xem lại vlog tác dụng phụ của retinol Trang làm rồi để nắm rõ. Bạn nào đã xem rồi và nhớ thì hãy comment cho Trang biết nhé, để Trang vui là những điều Trang chia sẻ bạn nắm được. Còn bạn nào xem rồi mà chưa nhớ thì Trang nhắc lại lần cuối nhé. Đó là Natural Moisturizing Factor là một trong những nhân tố factor. Natural Moisturizing Factor. Đã đọc sai lại còn hay đọc lớn. Mọi người bỏ qua nhé. Tóm lại thì NMF là một trong những nhân tố để cấu thành nên hàng rào bảo vệ da, bên cạnh tế bào sừng đã chết, lipid và desmosome, tức là cầu nối để kết nối các tế bào lại với nhau. Và nếu như thiếu đi NMF trong da, da của chúng ta sẽ dễ bị khô, căng, nứt nẻ, sạm và ảnh hưởng tiêu cực lên hàng rào bảo vệ da nữa. Bạn đừng nghĩ NMF nó khó bị mất đi nhé, không hề. Trong quá trình chúng ta chăm sóc da thì rất là dễ bị mất đi NMF luôn, đặc biệt là khi các bạn sử dụng những sản phẩm làm sạch quá mạnh
rửa trôi luôn cả NMF được đấy mọi người ạ. Vậy thì khi chúng ta có thể cung cấp lại được một lượng thành tố nào đó cho NMF của da thì quá là chuyện tốt, bản pháp sẽ làm được chuyện này. Và nếu như vậy thì không lẽ bản pháp rẻ hơn nhưng lại ngon hơn bản Mỹ à? Không hẳn đâu. Sau khi nhìn giá thành cũng như bảng thành phần thì Trang có một vài suy luận sau. Bản Mỹ thì sẽ thẩm thấu tốt hơn được vào da, bởi vì bản Mỹ thì chỉ có một mình muối HA thôi, mà ở dạng muối thì thường cấu trúc phân tử của nó đã bé hơn so với dạng axit rồi, là hyaluronic acid. Và bên bản pháp thì lại có rất là nhiều thành phần cấp ẩm khác nữa với cấu tạo phân tử khác, thế thì chúng không dễ gì mà trượt được lên nhau và đồng thời thẩm thấu vào trong da cùng một lúc. Ngoài ra thì còn có thành phần polyquaterium 51, không biết Trang có đọc đúng không, để lại đây một lần nữa nha mọi người. Và thành phần này thì ngoài việc là cấp ẩm thêm cho da, tăng cường khả năng bảo quản của sản phẩm, thì nó còn tạo đặc thêm cho sản phẩm nữa, nên cái kết cấu của bản pháp nó đặc hơn một chút là vì vậy. Rồi, thì bản pháp giá thành của nó rẻ hơn bởi vì nó sử dụng những thành phần cấp ẩm rẻ tiền hơn so với lại HA. Vậy thì chúng ta có thể suy luận được bản Mỹ mắc tiền hơn bởi vì chúng sử dụng lượng HA và lượng muối B5 có thể là cao hơn so với lại bản pháp, hoặc là kích thước phân tử nhỏ hơn, tại vì bình thường khi mà kích thước phân tử nhỏ hơn thì giá thành nó sẽ cao hơn. Nếu như suy luận của Trang là đúng thì bản Mỹ sẽ đi theo chiều sâu, còn bản pháp thì theo chiều rộng hơn. Tức là sao? Bản Mỹ sẽ phù hợp nhất với những bạn sau khi làm các phương pháp xâm lấn về như là lăn kim, laser, và các bạn muốn có thuốc bổ cho làn da, hoặc là các bạn mong muốn phục hồi sâu ở bên trong da, kiểu như là kích thích được tăng sinh tế bào mới, tham vọng hơn nữa là nuôi dưỡng được collagen và elastin của chúng ta. Lát hồi Trang sẽ nói sâu hơn trong phần kích thước của HA. Còn đối với bản pháp thì bởi vì nó cung cấp được rất là đa dạng theo chiều rộng những thành phần trong NMF và có thêm muối B5 để phục hồi da, thì Trang thấy nó sẽ phù hợp để các bạn sử dụng hàng ngày với mong muốn là củng cố nhanh chóng được hàng rào bảo vệ da của bạn. Tụi mình đã đi qua những phần đơn giản, dễ hiểu, bây giờ sẽ nâng cao và chi tiết hơn nhé. Trang muốn đi sâu vào từng thành phần và mình bắt đầu bằng muối B5. Thế thì công dụng chung của B5 đó là hút ẩm này, cấp nước cho da. Thứ hai là nó tham gia vào quá trình tổng hợp axit béo, là một trong những thành phần cấu tạo nên lipid, mà lipid thì cấu tạo nên hàng rào bảo vệ da. Vậy nên khi mà mình sử dụng B5 thì sẽ phục hồi hàng rào bảo vệ da nhanh chóng hơn, ngăn tình trạng như là kiểu bị viêm da này, hay là mình sử dụng đồ treatment bị over nặng đô thì B5 cũng giúp làm dịu lại. Và B5 cũng được chứng minh là giảm tình trạng cháy nắng khi mà tiếp xúc với tia UV. Nó cũng được xem là một trong những chất có khả năng chống oxy hóa bởi vì nó tham gia vào quá trình trung hòa lại các gốc tự do, tức là những tế bào bị hư hại, mất điện tích, lùng sục, cướp điện tích của những tế bào khỏe mạnh và làm cho những tế bào khỏe mạnh này tiếp tục bị hư hại tiếp. Còn ở đường uống thì B5 được xem là có thể giúp tăng sinh glutathione, là một trong những thành phần bảo vệ tế bào, ngăn cơ thể chúng ta khỏi tình trạng bị ung thư. Ở đường bôi trong những năm gần đây thì glutathione được xem là có thể giúp làm sáng da. Vậy nên dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, mọi người hãy nghĩ rằng B5 bằng một cách gián tiếp có thể giúp chúng ta cải thiện sắc tố, sáng đều màu da hơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhà SkinCeuticals không sử dụng những dạng khác, ví dụ như là acid chẳng hạn, mà lại sử dụng dạng muối? Thì Trang có giả thiết, là giả thiết nha mọi người, chứ không phải là kết luận chắc chắn nha, bởi vì Trang không phải là người bào chế ra HA B5 của SkinCeuticals. Dạng muối thì sẽ bền vững hơn so với dạng acid. Chứng minh cụ thể này là nhìn vào cấu tạo của muối và axit của B5 thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự khác biệt. Là axit thì mình sẽ có gốc hoạt tính là COOH, tức là mình có H cộng. Trong khi đó dạng muối mình sẽ có gốc hoạt tính là COO2CA, tức là mình có CA cộng. Mà xét về mặt bản chất thì H cộng nó sẽ hoạt tính hơn so với CA cộng, tức là nó dễ hoạt động tương tác phản ứng với những thành phần khác có ở trong sản phẩm hoặc thậm chí là ở ngoài môi trường, và từ đó gây nên hiện tượng ví dụ như là bất hoạt hoặc là biến đổi cái thành phần đó. Thì để biết tại sao H cộng lại hoạt tính hơn CA cộng, mọi người có thể tìm thêm cái keyword về dãy điện hóa. Trang chỉ để keyword thêm thôi chứ không nói sâu hơn, nó sẽ làm nội dung mình bị sâu và bị rối. Thứ hai, muối HA. Câu hỏi đặt ra tương tự là tại sao nhà SkinCeuticals không sử dụng thẳng dạng acid luôn, hyaluronic acid rất là quen thuộc, mà lại sử dụng dạng muối sodium hyaluronate? Thì trước tiên Trang muốn cung cấp thêm cho mọi người thông tin về cả hai thằng này. Dù là muối hay là acid thì chúng đều là polymer, tức là một chuỗi phân tử có những mắt xích cơ bản lặp đi lặp lại nhiều lần. Và bởi vì là một chuỗi phân tử nên chúng thường có trọng lượng rất là lớn. Nhờ vào đặc tính này mà HA nó sẽ hút được
phân tử nước gấp 500, thậm chí là lên tới 1.000 lần so với trọng lượng thực của nó. Để Trang đưa ra một cái ví dụ cho mọi người dễ hiểu, một cô gái mảnh mai 40kg thì không thể nào khỏe và khoanh vác được tốt bằng một chàng trai có trọng lượng cơ thể là 70-80kg được, kiểu vậy. Còn tại sao lại sử dụng dạng muối thay vì axit thì có một điều Trang chưa có chia sẻ lúc nãy, đó là dạng muối thì nó sẽ hòa tan được ở trong nước tốt hơn so với dạng axit, và SkinCeuticals đang sử dụng nền nước nên giả thiết này có thể rất là hợp lý. Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ nói như vậy là axit nó không tan được ở trong nước nhá, không phải, chỉ là không tan dễ và tốt bằng thôi. Giống như kiểu đợt Trang với anh An làm thí nghiệm về SA thì SA nó vừa tan được trong glycol mà vừa tan được trong cồn, chủ yếu là trong cồn thì tan nhanh và tan dễ hơn, tốt hơn. Đấy, điều thứ hai tại sao lại sử dụng muối, bởi vì ở trong dạng muối thì nó có chứa Na cộng, mà Na cộng thì nó vẫn ít hoạt tính hơn so với lại H cộng. Điều này nó có ý nghĩa gì? Tức là thằng HA ở dạng axit nó sẽ liên kết được với các phân tử nước tốt hơn, nó có thể nói là hoạt động tốt hơn. Nhưng mà cái điều dở ấy là maybe nó có thể hút nước một cách rất là tham lam và dẫn đến hiện tượng là hút ẩm ngược. Trong khi đó thằng muối nó sẽ cân đối hơn, nó sẽ vừa phải hơn, không tham lam như thằng axit. Và ở trong những môi trường như là quá khô hanh thì mình sử dụng dạng muối nó vẫn có thể kiểu an toàn hơn. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là muối nó hoàn toàn ngon nghẻ hơn thằng axit đâu mọi người. Thực chất mà nói thì hyaluronic acid nó có những cái đặc tính hay hơn một chút, tức là nó sẽ dễ tương thích với cơ thể của chúng ta hơn. Khi mà Trang đọc tìm hiểu thì vẫn thấy rằng là cái dạng HA acid ấy thì nó có sẵn ở trong cơ thể của chúng ta, nhiều nghiên cứu chứng minh điều đó hơn. Còn ở dạng muối thì Trang chỉ đọc được một vài tài liệu thôi chứ chưa đọc được những nghiên cứu thực sự sâu về vấn đề này. Ít nhất là Trang tin rằng là ở dạng axit thì nó có sự tương thích sinh học với cơ thể của chúng ta nhiều hơn so với dạng muối. Và khi mà đi vào được sâu bên trong da của chúng ta hơn, ít nhất là ở lớp đáy đi, thì cái thằng HA dạng axit ấy nó có thể liên kết được với những HA có sẵn ở trong da của chúng ta, và từ đây nó tăng lên được cái kích thước của nó và kích thích được các cái tế bào sản sinh kiểu tế bào da mới nó tốt hơn. Còn đối với dạng muối thì Trang nghĩ là cũng có đấy, nhưng mà rõ ràng là thằng muối thì nó rất là khó để mà tăng kích thước trọng lượng phân tử của nó lên khi mà nó đi sâu vào da, bởi vì nó khó để mà liên kết được với những thằng hyaluronic acid ở trong da của chúng ta. Và Trang nghĩ rằng là đấy là một cái điểm mà dạng acid nó vẫn được xem là có sự nổi bật. Bởi vậy mọi người thấy không? Thiệt ra là để mà mình chọn dạng HA acid hay là dạng muối thì đều do bản thân mình cả thôi. Mình thích thằng nào hơn và mình muốn mang đến điều gì cho làn da của mình hơn. Và khi mà có kiến thức thì chúng ta sẽ dễ chọn lựa tốt hơn. Bàn sâu thêm một chút nữa nhá. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Tại mọi người muốn nghe Trang nói không phải tại Trang nói nhiều đâu. Đấy, tụi mình sẽ bàn thêm về kích thước của HA cũng như công dụng của từng kích thước. Thông thường để đo được kích thước phân tử, người ta sẽ sử dụng các đơn vị như là Dalton, Kilodalton, Megadalton. Và có một cái nguyên tắc là những thành phần nào dưới 500 Dalton mới đi được vào da, hấp thụ qua da. Còn nếu như trên 500 Dalton thì nó chỉ ở bề mặt da thôi. Và nói thật với mọi người, khi mà Trang nghiên cứu về HA ở cả dạng muối lẫn axit nhá, đọc rất là nhiều quảng cáo của những nhà sản xuất HA nổi tiếng trên thế giới thì cũng không thấy thằng nào nó đạt được ngưỡng 500 Dalton cả, mọi người, rất là bé luôn. Nhưng mà chả lẽ như vậy thì HA không đi được vào da à? Thật ra không hẳn. Ngoài yếu tố về kích thước phân tử ra, chúng ta còn có những điều kiện khác, chẳng ví dụ như là độ pH của da này, rồi hàng rào bảo vệ da, vùng da, sự trao đổi chất, sự tương thích của chất đó với cơ thể tự nhiên của chúng ta. Và còn một điều rất quan trọng nữa là cấu trúc của chất đó. Thì HA nó có một cấu trúc cực kỳ thuận lợi bởi vì nó rất là đàn hồi, và từ đó nếu cộng hưởng thêm một yếu tố là kích thước phù hợp nữa thì HA sẽ uốn mình rồi linh hoạt để chui được vào da của chúng ta. Và thông thường chúng ta sẽ gặp 3 loại kích thước HA tương ứng với 3 loại hạt khác nhau. Loại hạt đầu tiên là siêu nhỏ hay còn được gọi là vi nang, sẽ có kích thước dưới 5 đến dưới 20 kilodalton. Loại hạt nhỏ đến vừa thì sẽ có kích thước là trên 20 đến 300 kilodalton, được gọi là vi phân. Và loại hạt to thì sẽ thường có kích thước từ 500-700 kilodalton đến 2.2 megadalton, thường được gọi là dạng nguyên phân.
Về loại hạt lớn thì do kích thước của nó quá lớn và cồng kềnh nên dù có uốn lượn như thế nào thì nó cũng chỉ nằm ở lớp sừng của da thôi. Lúc này nó sẽ làm hai nhiệm vụ chính, đầu tiên là hút nước từ ngoài môi trường hoặc từ trong những sản phẩm cấp nước dưỡng ẩm trước đó chúng ta đã sử dụng. Tiếp đến là nhân tố NMF sẽ lấy nước từ HA này để cung cấp ngược lại vào trong da và giúp cho những cái tế bào sừng của chúng ta trương nở ra, giảm khoảng cách của hai cái tế bào lại với nhau và từ đây ngăn được tình trạng mất nước, nên HA nó sẽ làm được thêm nhiệm vụ thứ hai, đó là giữ nước cho bề mặt da. Cái đặc điểm đó là khi mà các bạn sử dụng những loại HA có kích thước lớn thì bạn sẽ cảm nhận được ngay là da của mình có hiệu ứng căng bóng lên và mềm mại hơn. Tuy nhiên loại HA lớn này thì chỉ nằm được ở trên bề mặt da và nó sẽ nhanh chóng rửa trôi cũng như là hoạt động trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà không thể nào mà phủ nhận vai trò đặc biệt của nó là có thể củng cố hàng rào bảo vệ da của chúng ta trong một thời gian rất là ngắn. Và loại hạt này thì thường có giá thành rẻ nhất và Trang dự đoán 50% là SkinCeuticals bản Pháp có thể sử dụng loại HA này. Đến là dạng hạt vừa và nhỏ, nó có thể đi được vào tới lớp đáy của da. Ngày trước khi nghiên cứu về HA dạng axit tự nhiên ở trong da thì người ta nghĩ rằng nó chỉ nằm được ở trung bì thôi, tức là nơi có chứa collagen và elastin. Nhưng mà sau này người ta phát hiện ra rằng là nó còn có thể nằm ở lớp đáy của thượng bì nữa. Cách nó được sản sinh chính là nhờ màng đáy, nơi ngăn cách giữa thượng bì và trung bì. Thì màng đáy nó có chứa nguyên bào sợi mà, nên nó sản sinh ra HA rồi đưa lên trên lớp đáy của thượng bì. Từ đây sẽ có hiện tượng nhập bào, tức là mỗi tế bào ở lớp đáy thì đều có chứa HA ở trong đó. Vậy thì khi chúng ta sử dụng HA ở bên ngoài môi trường vào và nó đủ để đi xuống được tới đây thì nó sẽ liên kết được với những HA có sẵn ở trong da và từ đây nó sẽ đủ sức mạnh để kích thích phát tín hiệu cho thụ thể CD44. Thằng CD44 nó giống như là một chú bé liên lạc vậy, nó sẽ truyền cái tín hiệu này đến nhân của tế bào. Từ đây sẽ có quá trình sửa chữa rồi đổi mới, kích thích tế bào mới. Có thể nói cái dạng hạt này là hạt hoàn chỉnh và lý tưởng nhất cho HA ở đường bôi. Và như Trang có nói lúc nãy, ở dạng axit thì Trang xua với mọi người có thể làm được điều này. Còn ở dạng muối thì Trang cũng không chắc nữa. Tuy nhiên, nhà SkinCeuticals là một brand lâu năm hot, có những nghiên cứu cụ thể, thì tụi mình cứ đặt hy vọng đi. Kiểu gì thằng muối nó cũng sẽ làm được điều này. Nhưng mà làm được tới đâu thì Trang cũng chưa biết được. Với cả để mà đạt được cái ngưỡng như axit thì có lẽ khá là khó đấy. Như hiện tại thì nhà Twin Skin đang sử dụng HA dạng axit ở loại hạt vừa này, và không phải là con hát mẹ khen hay dìm brand khác để nâng brand của mình lên. Những gì Trang nói đều thuộc về khoa học và hồi nãy Trang có đít dạng axit sắp mặt lờ đấy mọi người. Còn nếu như mà bạn nào có thêm thông tin về muối HA ở những bài nghiên cứu khoa học thực sự thì mọi người có thể cho Trang xin thêm tài liệu nhé. Còn trở lại với nhà SkinCeuticals thì Trang nghĩ rằng là ở bản Mỹ có thể họ sẽ sử dụng loại hạt này, còn bản Pháp thì 50%, và nếu như sử dụng loại hạt vừa và nhỏ thì Trang nghĩ nó cũng sẽ sử dụng ở nồng độ ít hơn so với bản Mỹ. Sau cùng là HA dạng siêu nhỏ, nó có thể đi được tới trung bì của da. Tuy nhiên những HA tự nhiên ở trong da thì đa phần nó sẽ có kích thước từ nhỏ cho đến vừa chứ không phải rất nhỏ. Thế nên những cái mảnh HA này da có thể hiểu là một tín hiệu viêm, và từ đây nó sẽ tạo ra các phản ứng viêm theo hướng tích cực nhé. Nó sẽ giúp cái cơ thể của chúng ta xảy ra quá trình đổi mới, sửa chữa ở vùng rất là sâu ở trong da. Thậm chí HA nó cũng là môi trường sống lý tưởng của collagen và elastin. Nó sẽ giảm tình trạng đứt gãy của cái sợi săn chắc và sợi đàn hồi này, giúp cho da của chúng ta được lâu lão hóa hơn. Nhưng mà thực chất mà nói thì HA ở dạng này như Trang nói rồi, nó không phải là cái kích thước lý tưởng nhất của da chúng ta, và đồng thời không phải lúc nào tín hiệu viêm cũng có thể được truyền đi tốt hay là xảy ra một cách mượt mà. Cũng có, nhưng mà không phải lúc nào cũng làm được chuyện vậy. Nên là càng hạt nhỏ thì càng dễ gây kích ứng cho da, cũng có nguyên nhân của nó. Và Trang nghĩ đa phần những nhãn hàng thì họ không bao giờ sử dụng đơn lẻ một mình HA phân tử rất bé đâu. Họ sẽ chỉ sử dụng kết hợp thêm một phần nào đó thôi. Và nhà SkinCeuticals thì Trang nghĩ là có thể ở bản Mỹ và bản Pháp luôn, họ sẽ mix thêm một chút cái dạng hạt siêu nhỏ này. Và cũng có thể không. Nói nhanh một chút về phần bảo quản của bản Pháp thì như mọi người thấy nó có thêm thành phần là sodium benzoate. Và thành phần này mọi người sẽ thấy hơi quen quen một chút đúng không? Bởi vì ở vlog phân tích retinol Obagi và Paula Choi thì Trang có nhắc tới một thành phần hơi giống giống, đó là benzoic acid. Thì bởi vì benzoic acid nó sẽ hoạt động được ở trong sản phẩm có nền dầu, bởi vì nó tan ở trong dầu. Trong khi đó thì bản này của SkinCeuticals là nền nước mà, nên nó chuyển sang sử dụng dạng muối. Và ở dạng muối
nếu như muốn có thể bảo quản được tốt thì có vài kiểu. Một là nó sẽ phải kết hợp với một axit yếu để tạo ra được thành phần là benzoic axit, từ đây tạo ra cái tác dụng là bảo quản sản phẩm. Tuy nhiên mình nhìn một dòng thì mọi người cũng thấy là bản pháp không có một thành phần axit yếu nào cả. Vậy thì dự đoán tiếp theo là nếu như nó muốn hoạt động đơn lẻ một mình đi thì cũng được, không kết hợp với axit cũng được. Nhưng mà độ pH của sản phẩm sẽ phải rơi vào khoảng từ 5 cho tới 6 thì nó mới có thể giải phóng ra một lượng axit tự do được. Nhưng mà tiếp tục thì chúng ta lại thấy là ở sản phẩm này có urea, nó thường có độ pH là từ 7 cho tới 10 và không có thêm bất cứ một thành phần cân bằng độ pH nào trong sản phẩm này cả. Vậy thì mình cũng loại bỏ luôn khả năng là sodium benzoate nó sẽ hoạt động được tốt trong cái sản phẩm này nếu như nó là một chất bảo quản chính. Vậy thì Trang suy luận là sodium benzoate lúc này nó là một thành phần nằm ở trong một cái hỗn hợp nào đó sẵn có ở nguồn nguyên liệu đầu vào rồi, và nó chỉ đóng một cái vai trò rất là thứ yếu thôi. Chứ thành phần chất bảo quản chính thì sẽ là phenonacetanol và có sự cộng hưởng thêm của disodium EDTA để nó có thể bắt những ion mà có dư lại ở trong phần nước chẳng hạn. Mặc dù ở trong mỹ phẩm thì đa phần chúng ta sẽ sử dụng nguồn nước RO, tức là đã được lọc hết ion rồi, nhưng mà mình vẫn phải đề phòng mọi người, bởi vì trong cái nguồn hỗn hợp đầu vào không phải lúc nào nó cũng đạt cái độ tinh khiết là 100% cả. Đôi khi chỉ cần khoảng cỡ 98-99% thôi, 1% còn lại không tinh khiết thì nó cũng có thể dư những cái ion kim loại trong đó và ảnh hưởng không tốt đến sản phẩm của chúng ta. Nên đó là lý do tại sao có thêm disodium EDTA và sau cùng nó có cái thành phần này chắc hay quên tên lắm này, polyquaterium 51. Ừ, thì thành phần này nó cũng sẽ support cho việc bảo quản sản phẩm, đồng thời nó cũng là một thành phần để tạo cái màng phim ở trên da của chúng ta, ngăn tình trạng mất nước khi mà HA nó có thể bị hút ẩm ngược. Nên càng như vậy Trang càng có một cái sự suy đoán là đa phần bản phát thì nó sẽ sử dụng các cái loại hạt to và hoạt động ở trên bề mặt da, từ đó mình mới sợ cái tình trạng mất nước xảy ra nhiều và mình phải kiểu phòng tránh thôi. Bạn nào nghe tới đây rồi, Trang mới chia sẻ bí kíp sử dụng HA đáng đồng tiền bát gạo để ngăn tình trạng hút ẩm ngược nè. Phần cuối thì thường là phần hay, ai bỏ đi rồi thì ráng mà chịu. Và như Trang nói lúc nãy thì HA ở dạng axit nó dễ hút ẩm ngược không nói rồi, nhưng mà ngay cả ở dạng muối thì trong những điều kiện quá thuận lợi nó vẫn có thể xảy ra hiện tượng hút ẩm ngược nha mọi người. Nên là mình luôn phải phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cách giải quyết đó là đầu tiên các bạn phải sử dụng một loại toner trước. Và cái loại toner này sẽ có khả năng cấp nước tốt nè, nó phải có kết cấu mỏng nhẹ hơn so với sản phẩm HA mà các bạn sử dụng sau đó thì HA mới dễ thẩm thấu được. Và như vậy để làm gì? Lúc này HA nếu mà trong cái môi trường quá thiếu ẩm, nó không hút nước được ở ngoài thì nó cũng không chơi cái trò cá chớn là hút ẩm ngược trong da của chúng ta, mà nó chỉ hút nước, hút ẩm từ sản phẩm, từ thành phần mà chúng ta vừa mới cung cấp vào da thôi. Và sau khi sử dụng cái serum HA tiếp theo vào thì các bạn lại tấp thêm giúp Trang một toner nữa, có thể ngay cái loại toner cũ luôn. Sau đó đối với những bạn da khô thì các bạn sử dụng thêm những sản phẩm kiểu như là dầu dưỡng hoặc là kem dưỡng để khóa ẩm. Còn đối với những bạn mà da quá mụn, các bạn không dám sử dụng những sản phẩm kiểu như là khóa ẩm sợ bị tắc lỗ chân lông á, thì một là các bạn để ý giúp Trang xem coi điều kiện thời tiết ngày hôm đó như thế nào, nếu như nó quá khô hoặc là quá nóng thì các bạn không nên sử dụng HA. Còn nếu mà sử dụng HA thì các bạn có thể sử dụng xịt khoáng đều đặn thường xuyên. Ngoài ra, để mà nói thực chất thì lượng dầu dư thừa trên da của các bạn cũng là một lớp màng để mà khóa ẩm rồi, nên các bạn cũng không cần phải kiểu quá là lo lắng đâu. Còn nếu phòng xa thì cứ làm như Trang nói lúc nãy. Có những bạn khi mà sử dụng HA thì không những là sợ bị hút ẩm ngược mà các bạn sợ sản phẩm bị bay hơi hết và không còn công dụng trên da của mình. Thì đừng có quá lo lắng nếu như chúng ta sử dụng đúng cách như Trang chia sẻ. HA nó sẽ ở trên bề mặt da của bạn, thậm chí là vào sâu bên trong da. Phần bay hơi có chăng chỉ là phần nước cất thôi. Tóm lại về sản phẩm này của nhà SkinCeutical thì với Trang nó có sự tinh tế về mặt bào chế. Và với một cái thâm niên của brand như vậy, với cái giá tiền như vậy, thì Trang nghĩ chúng ta hãy đặt niềm tin là họ sử dụng những nguồn nguyên liệu đầu vào rất là ok để phát huy được công dụng trên da. Trang chỉ muốn nhắn nhủ là các bạn đừng thần thánh hóa HA-B5 của SkinCeutical hay bất cứ một sản phẩm nào trên cái cuộc đời này cả. Phù hợp tốt cho da, khả năng đầu tư mình đáp ứng được thì mình cứ mua dùng, còn không thì mình đổi sang sản phẩm khác vậy thôi. Trang rất là cảm ơn các bạn đã xem tới giây phút này. Trời vừa sắp mưa sắp tối, Trang nói cũng mệt lắm rồi. Chúc mọi người luôn xinh đẹp và yêu đời. Hẹn gặp lại mọi người trong những vlog sau nhé. Bye bye.
để kể mọi người nghe một câu chuyện buồn. Trời sau đó không những không mưa mà còn hoàng hôn đẹp như thế này.